Xin chào các bạn nha, chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình nghĩ là đi phòng Châu các bạn, để được nghe chỗ của bạn ở gần Long Hải rồi đó, đi đi bàn coi tới Giáp Bình Thuận các bạn. Nghe rảnh thì đi thử. Mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình đang đi tới cái chỗ khu đây là Hưng Phước Mỹ, khu điện Châu Đức á. Thì đây cảnh thì cũng đẹp các bạn, đi vô lái làm quay với bạn xem nha. Đó, đây là cảnh nè, khu công nghiệp nè các bạn. Ở đây người ta xây giống như nhà xưởng nè, các bạn thấy màu xanh xanh không? Nhà xưởng này là màu xanh đó, người ta thuê giống như là người ta xây sẵn luôn rồi xong rồi cho thuê. Nãy mà đi ngang qua có những chỗ mà chưa cho thuê người ta dán các bạn như là nhà xưởng cho thuê. Còn ở đây là những cái nhà máy mà người ta đã thuê rồi nè. Đây là khu công nghiệp Châu Đức ở Bà Rịa. Tính Bà Rịa Vũng Tàu các bạn. Này các bạn thấy đường to ghê không? Đó, bên kia thì có núi, nói chung là đường ở đây rộng lắm, nó bùng binh, ở đây rất là to này. Đó, đường rộng. Đây, phía xa xa các bạn thấy có một cái khu nghiệp bên kia này. À, thì mình có cầu lúc mà quay những khu vậy thì nó tà tà, đi chậm chậm thôi, nó cũng vui á. Bây giờ còn vui chứ, 5:30 á. Còn 45 cây nữa là sẽ tới Bình Châu. Và trên đường sẽ có gì đẹp mình sẽ quay với bạn xem nha. Ê các bạn ơi, trên đường đi ra Bình Châu á, mình thấy cái đội cừu xứ Nghệ nè. Mình nhìn cái bản đồ nè, thấy rồi, mình nhìn nó qua con cừu ấy. Như có con ngựa nữa. Con ngựa ở kia kìa. Không biết các bạn thấy không, còn cừu ngay đây nè. Thì chắc là lần sau mình phải sắp xếp mình đi. Để làm cho biết các bạn. Cái mùa đông này chơi luôn. Còn bây giờ mình sẽ đi qua Bình Châu, nên là không có thời gian được. Đó, thấy sao rất là đẹp nha. Đó, cái trước các bạn thấy được cừu này kia không? Thấy cừu người ta nuôi á. Đây nó rộng lắm. Chung là cây cỏ không à. Cái kia cũng nhiều này, có ngựa nó náo hình tưởng nó cừu sao nó bự dữ á. Phía trước là những cừu người ta nuôi á. Chung không khí ở đây mình thấy nó cũng không nóng lắm. Không biết mấy mùa khác như thế nào, mình nó nhìn này nắng nhưng mà nó không có nóng. Chắc là cũng có hơi tiếng các bạn. Mình đẹp lắm. Các bạn thấy phía sau không? Phía sau là những cái cây gì mà nó nhìn nó khô à. Nó cành không à, nó đắng, nhìn thấy hấp dẫn lắm. Ồ, những cái cảnh này thì ở quê mình cũng có các bạn. Ở quê mình người ta trồng dưa rồi trồng mì rồi đó, trồng bắp thì nhiều lắm. Cái này không có lạ lắm đối với mình, nhưng mà cảnh nó cũng đẹp. Mình sẵn mình qua lại cho mình xem luôn. Ôi đẹp ghê không. À lá này mùa khô là nó rụng các bạn, nó rụng hết cho nên là còn cái cành thôi. Đó. Rồi bây giờ mình ghé cho ăn cơm. Thì đây là cái phần cơm của mình đây. Hi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì bây giờ mình nãy ăn cơm xong, bây giờ mình ghé vào quán cà phê bán các bạn. Ghé vào đi ẹo đi luôn. Thì sáng giờ đi nó bụng quá. Ở đây là cái đường này nó cũng bắn mát lắm. Đây là cà phê Vãng, ở phía trước là người ta sẽ có cái chỗ ăn là ở bên kia. Đây là nhà vệ sinh, còn đây là cái chỗ nằm nghỉ ngơi. Kiểu giống như cho tài xế các bạn, người ta mở ra tài xế để người ta vào nghỉ trưa rồi đó. Nó như vậy. Trong này cái khu này mình thấy cũng khá là mát. Đây phía tây là người ta lợp mà giống như cái gì giống dừa các bạn. Đây giống lá dừa á. Nãy giờ mình đi mình kiếm cũng nhiều quán lắm, nhưng mà mình thấy quán này là được nhất. Ồ, hay ghê không? Ở đây chắc người ta đốt hay là nắng quá ta. Nghĩ cho người ta đốt quá. Trái trời hết. Đi thẳng ra biển rồi, nhưng mà chỗ này thì nó vẫn là cây cối bị đốt trái. Bây giờ cái rừng cây
quá đẹp luôn. Bình Châu hình như là qua bên kia là nó đụng biển á, theo hướng Ấn Độ như vậy mà. Ở đây nó có cái đường đường mòn kìa, ui đẹp quá đi. Bên kia có rừng gì á. À, đó rồi, bữa sau mình phải lên đây mình chơi, mình lên cái chỗ này mình chơi mới được. Ủa cái tên nó là gì ta? Thì bây giờ đi kêu một mình mà lên nó cũng sợ. Nè nó có đường đường mòn đi lên nè, không biết khu đó là cái gì. Có thể là mình chạy lên thử ta. Muốn nhưng mà sợ quá. Sợ quá lại gặp cướp là chết luôn á. Ở đây tiện kia có ngôi nhà gì nữa. Ra hấp dẫn đi. Thực sự quá đẹp các bạn. Ở đây cái đai là biển nè. Ra đang xài cái khu du lịch nè. Theo bây giờ mình sẽ đi thẳng dưới thôi. Ở đường này nó núi cát biển giống như ở quê mình luôn á, đi lên cao luôn đẹp lắm. Wow. Đúng là mình không nghĩ là có một cái cảnh nó đẹp như thế này. Đây như sa mạc các bạn. Ước gì mình được đi bộ nó ha. Nó là cát biển thôi. Còn đây là cái khu du lịch Hồ Tràm nè. Đó, xây dựng nè. Quá, chỗ này đúng chắc luôn á, du lịch đúng chắc luôn á. Vô vô mà mình thấy thuê à. Cái đường này, đường ven biển này đi dẫn xuống Long Hải và chạy về Vũng Tàu này các bạn. Thì đang là công trình đây. Wow. Phải cái đâm đắt này kìa kìa. Khó quá đẹp luôn. Ôi thì sau một hồi đi mình cũng tìm ra được cái khu mà ra bãi biển các bạn. Đây là biển Bình Châu á, ngay chỗ Hồ Cấp, Hồ Tràm các bạn. Thì đi thẳng xuống xíu là sẽ tới Hồ Cấp. Bây giờ mình ra coi biển cái đai như thế nào. Mình thấy nó cũng giống như biển Phú Vinh nữa mình các bạn, ở Đức Phổ á. Chỗ đây thì thấy gành nhiều, đá nhiều. Màu xanh nó cao chứ ta. Có vẻ như nó hơi sâu á. Đây này các bạn, đó biển này đẹp chưa. Đây mình không có ai ra cũng như nhà dân thì ở đây không có. Ở bên kia là ngay chỗ cái khu du lịch nó đằng sai. Bây giờ mình sẽ đi một vòng biển. Ô quá đẹp. Ôi gió nó thổi vô mà hơi nước nó bay vô mình cảm giác. Ok thì bây giờ mình sẽ đi một vòng dọc biển xuống sát biển chơi. Nói chung là ở Sài Gòn kiếm mấy cảnh này ra không có các bạn ơi, biển đâu có đâu. Rồi xuống Vũng Tàu rồi Long Hải rồi đó. Nay mình mang giày mình đi trên cát luôn, lười cởi giày ra quá. Đi về chắc một chân đất con mẹ luôn á. Xe mình để ngay kia luôn. Ở bên kia nó cũng có một cái đó, các bạn thấy cái đồi không? Đất giống như đất cát đá rồi, nhìn đẹp lắm. Công nhận ở đây là đúng đẹp luôn á. Mình thấy cái biển ở đây nó đẹp hơn cái biển Vũng Tàu các bạn. Mình nói về cảnh thiên nhiên á chứ không có nói về sai. Đây là đi ngược về hướng Vũng Tàu nè, còn đi ngược lên á là nó về Bình Thuận. Thì cái hướng đó mình nghe biển nó cũng đẹp hơn nữa. Rồi chưa có dịp đi. À đây ốc nè. À. Nói chung lâu lâu chó xách xe chạy đi kiếm những đường lạ lạ các bạn. Thì mình thấy là đa số là những nơi mà giáp biển á đi nó sướng lắm. Nó mát mà nó nhiều cảnh đẹp nó lạ lắm. Còn đi vô mấy cái kia hồi mình nhớ mình đi cái cửa khẩu Một Bài á, mỗi thổi đi nó trắng nha, không nhận thực tình đi trắng luôn á, nó nóng mà nó không có gì hấp dẫn á. Nói chung lâu lâu đi ăn bữa vui các bạn.
thay đổi không khí. Ở Sài Gòn ngột ngạt quá, toàn hít bụi không à. Xuống đây hít khí biển. Wow. Rồi đi lên gió lạnh. Nó lại cái biển này kêu mình xuống tắm mình cũng không dám á. Tại vì mình thấy mấy cái gành đá rồi đó. Nhiều khi chạy xuống tắm nó trúng mấy chỗ mấy cái lõm á là nó hốt xuống luôn, nó trơn nè. Nó đập đầu xuống là tiêu luôn, nó sâu nữa. Thôi chắc bây giờ mình sẽ quay về và tiếp tục đi tiếp chứ để trời tối các bạn. Rồi quay đã rồi, bây giờ vô tiếp tục cuộc hành trình các bạn. Thấy cái nãy cái đường mình vô này các bạn. Bánh xe mình để trên đây thôi. Giống như chỗ này là hồi trước nó cũng sai, nó làm cái gì nè. Nó xong rồi bây giờ nó đập nó phá ra. Mình nghĩ mày mốt cái khu này nó cũng quy hoạch lại làm du lịch thôi. Rồi nó vô vượt mất tư tưởng của mình. Một bên là biển, một bên là bãi cát cao. Wow, siêu xe chạy qua đó chứ. Chắc là khu tràm á. Hấp dẫn ha. Đó, biển này các bạn. Chắc là người ta đi du lịch á. Người ta đi du lịch nhưng mà nếu chừng mắc tè hả? Có đá ngầm các bạn, người ta cắm tắm biển. Nhưng mà công nhận đúng đẹp luôn á. Giống mấy cái gành ở Phú Vinh ở quê mình nhá. Nghiêm cấm cái hành vi xả rác trên bờ biển khu vực này. Hello các con. Bây giờ mình sẽ để mũ ở đây, để xe lên đây và đi xuống kia quay một đoạn cho mình xem. Nói chung thì ở đây mình thấy nó cũng khá là đẹp. Đây có mấy gành đá đó. À cho mình xem này. Kia thì người dân ra mà ở La Rai này nè. Có những người mà đi bán dạo á, người ta bán đồ ăn. Nãy biển kia cũng đẹp nhưng mà chỗ này đẹp hơn. Công nhận nước thấy ghê quá. Hàng kia nó cấm tắm là phải rồi. Mình sẽ đi lên. Chỗ này cũng khá là dốc. Vừa cầm mắt quay rồi vừa leo lên là cũng mở đà. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục